các chương trình giao lưu thanh niên mang tính quốc tế với các đại biểu được tuyển chọn từ các tổ chức đoàn, hội sinh viên như chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á là dịp để các bạn trẻ như An Huy được trải nghiệm nền văn hóa từ các quốc gia khác nhau trong khu vực và được thảo luận về các vấn đề chung mà thanh niên khu vực quan tâm. Tuy nhiên, nếu bạn không thuộc một tổ chức thanh niên mà chỉ là một cá nhân độc lập, nhưng bạn có ý tưởng về một dự án xã hội, đóng góp cho cộng đồng và có kế hoạch hành động hiệu quả, thì cơ hội sẽ luôn mở rộng với các thanh niên Việt Nam sáng tạo, nhiệt huyết, có tinh thần lãnh đạo, với các học bổng đến từ các tổ chức quốc tế và phi chính phủ. Mình là Trần Thủy Tiên, hiện tại mình đang là trưởng ban tổ chức của dự án Mê Nam Khoa Học, dự án duy nhất của Việt Nam nhận được tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong năm 2014. Cảm hứng của mình khi tham gia dự án đó là khi mình nhận được học bổng UGRAD để học tại Mỹ và trong năm 2013. UGRAD là một chương trình dành cho sinh viên, các bạn sinh viên năng động, nhiệt tình và quan trọng nhất là các bạn có nguyện vọng muốn đóng góp cho xã hội. Năm 2013, Thủy Tiên là một trong 6 sinh viên xuất sắc đại diện Việt Nam và là một trong 65 đại diện châu Á được nhận học bổng trao đổi Global UGRAD nhờ những hoạt động cộng đồng sôi nổi của mình trong những năm đầu đại học. Đây là một học bổng được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thủy Tiên đã có cơ hội học tập, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa Mỹ trong suốt 6 tháng tại trường đại học America, thủ đô Washington. Đây là lần đầu tiên mình được học ở trong một môi trường quốc tế. Thường thì sinh viên thì sẽ được đưa ra rất nhiều câu hỏi bởi giáo sư và các vấn đề thì luôn được phản bác, phản biện nhiều chiều. Thì đấy là một cách mình nghĩ là tăng cái tính tư duy, cái khả năng tư duy cũng như là cái tính phản biện của sinh viên và đặc biệt là không ngại nêu lên cái ý kiến cá nhân của mình. Phẩm chất đầu tiên chúng tôi tìm kiếm cho chương trình UGRAD là năng lực lãnh đạo. Làm thế nào để bạn có thể thể hiện năng lực đó trong cộng đồng? Làm thế nào để trở thành những nhà lãnh đạo giỏi? Bên cạnh đó, chúng tôi tìm kiếm những bạn trẻ cam kết quay trở lại đóng góp cho đất nước. Khi chuẩn bị hồ sơ, bài luận cá nhân bằng tiếng Anh là phần đầu Thủy Tiên chuẩn bị kỹ càng nhất. Trong đó, Tiên kể về ước mơ làm việc trong lĩnh vực phát triển với dự án xã hội về môi trường và giáo dục, cũng như thể hiện cam kết trở về đóng góp cho cộng đồng. Sau 6 tháng học tập tại Hoa Kỳ, những kinh nghiệm thực tế thu được tại Mỹ đã giúp Thủy Tiên triển khai hiệu quả dự án của mình sau khi trở về Việt Nam. Trước đây khi mà mình đứng trước đám đông mình nói hay là mình giao lưu với mọi người thì mình vẫn có một sự e dè nhất định, có thể là bởi vì là mình hay bị ngại, nhưng mà khi mà mình đã ở bên kia rồi và mình cảm thấy là tất cả những người mình quen thì đều có, tức là họ có rất là nhiều màu sắc khác nhau, mọi người rất là đa dạng và chính cái sự đa dạng đó chính là tạo nên cái danh tính của bạn. Thì mình cũng không cần phải ngại ngần khi thể hiện cái con người thật của mình ra. Khi mà về Việt Nam thì mình rất vui vì đã có thể cảm thấy là mình trưởng thành hơn rất là nhiều khi mà cái sự tự lập nó thể hiện được rõ ràng hơn trong cuộc sống. Mình đã hiểu được là cái tầm quan trọng của một cái môi trường học thuật có tính tương tác và tính sáng tạo cao sẽ giúp cho sinh viên và học sinh tăng kỹ năng cá nhân thế nào. Vì vậy mà mình muốn mang cái mô hình đó đến với lớp học dành cho các em học khoa học ở các trường ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dự án Bé Lam Khoa học là một trong những minh chứng biến suy nghĩ thành hành động của Thủy Tiên cùng nhóm bạn cựu sinh viên Việt Nam của học bổng UGRAD. Dự án mong muốn mang khoa học đến gần hơn với trẻ em Việt Nam, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc tổ chức các khóa học ngắn hạn trên địa bàn Hà Nội và các trại hè khoa học tại các tỉnh lân cận. Tham gia vào chương trình, các em sẽ được quan sát, học hỏi, tự tay làm các thí nghiệm vui nhộn, lý thú, từ đó phát triển khả năng tư duy và kỹ năng sống. Từ tháng 9 năm 2014, Bé Làm Khoa học đã tổ chức thành công 4 lớp học khoa học vui tại Hà Nội và 3 trại hè tại Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nam. Thông qua dự án, Thủy Tiên và các bạn còn có cơ hội được rèn luyện năng lực lãnh đạo, một kỹ năng quan trọng đối với những thanh niên Việt Nam khát khao sự thay đổi. Các bạn phải có một cái tinh thần lãnh đạo vì các bạn sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách và có thể rất là nhiều khó khăn nữa. Nhưng mà nếu bạn là một cái người mà có tinh thần lãnh đạo thì các bạn có thể tạo được cái ảnh hưởng và truyền được cảm hứng cho nhiều người khác. Cũng với mong muốn xây dựng kỹ năng lãnh đạo, gắn kết các thủ lĩnh trẻ và giải quyết các vấn đề chung mang tính toàn cầu, vào năm 2013, Tổng thống Obama đã đưa ra ý tưởng về chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, viết tắt là YCLI. YCLI là một chương trình với mục đích to lớn, hướng tới việc xây dựng một cộng đồng thanh niên trẻ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế, môi trường. Đó là một chương trình rất thú vị. Việt Nam có quyền tự hào khi có số lượng thành viên YCLI đông nhất trong số 10 quốc gia Đông Nam Á. Vào cuối năm 2014, diễn đàn YCLI đã được tổ chức tại Yangon, Myanmar với sự tham gia của Tổng thống Obama và 20 bạn thủ lĩnh thanh niên trẻ đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Là một trong hai đại diện từ Việt Nam tham gia chương trình, Nguyễn Chí Long là sinh viên duy nhất và là đại biểu trẻ nhất tại sự kiện mang tầm quốc tế này. Khi trong chương trình của Myanmar thì mình được tham gia rất là nhiều hoạt động thảo luận về những vấn đề nóng hổi nhất của cộng đồng ASEAN và từ những quốc gia của ASEAN dưới góc của những thanh niên. Và qua những kỳ hoạt động như đấy thì các bạn có thể đúc rút những cái vấn đề nóng hổi nhất và bắt đầu tìm cách giải quyết từ những ý tưởng của riêng bản thân mình và từ những dự án mà các bạn đề ra. Ý tưởng long mai từ diễn đàn xuất phát từ chính cuộc sống thân thuộc thường ngày. Là một sinh viên y khoa, Chí Long có nhiều cơ hội tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, từ đó nhận ra vấn đề thiếu thốn nhân lực ngành y tế tại nông thôn. Mục tiêu của công mình là tác động được cái nghề giáo ở Việt Nam, là thay đổi được cái cơ sở chính sách, là sinh viên sau khi ra trường một năm là phải có một năm hoạt động và thực tế cộng đồng ở với cộng đồng. Vấn đề nhân lực sẽ được giải quyết hoàn toàn. Và mới có Myanmar thôi thì cái ý tưởng của mình thật sự nó chỉ là mới khởi đầu ở những cái ý tưởng ban đầu thôi, nhưng mà qua những cái buổi thảo luận cũng như gặp những cái chuyên gia đến từ khắp thế giới thì cái ý tưởng mình nó được được máy đó làm cho được hoàn chỉnh hơn. Thì mình đã có một cái buổi phát biểu và thuyết minh lại về cái ý tưởng của mình cho rất là nhiều đại biểu khắp những thế giới đến từ Hoa Kỳ cũng như là khắp các bạn trẻ khắp ASEAN, và ý tưởng này thực sự được các bạn trẻ rất là đồng ý. Những chương trình quốc tế như YCLI là cơ hội để những người trẻ nhìn lại bản thân, trả lời cho những câu hỏi tôi là ai, tôi đã làm được gì và tôi sẽ làm được gì. Đó chính là động lực để những bạn trẻ như Chí Long tiếp tục phấn đấu hướng tới mục tiêu mình đã chọn. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một buổi sáng tháng 3 tại sân bay Nội Bài, hiện tại thì mình đang trên đường tới chương trình hội nghị thanh niên khởi nghiệp ASEAN tại Kuala Lumpur. Với chương trình này thì mỗi thanh niên và mỗi người tham gia đều phải có một ý tưởng khởi nghiệp dành riêng cho mình để có thể đóng góp vào cho hội nghị. Và ý tưởng của mình đó chính là mở những lớp học về đào tạo kỹ năng dành cho thanh niên Việt Nam. Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại không hề bất ngờ của những bạn trẻ Việt Nam với nhiều hoài bão, ước mơ, với khát khao đóng góp cho đất nước và đưa tiếng nói của thanh niên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Mỗi chuyến hành trình sẽ đem đến những trải nghiệm mới. Mỗi chuyến đi sẽ là những cơ hội và thách thức để thanh niên Việt Nam được thể hiện mình, thể hiện chính kiến, quan điểm và bản lĩnh trong mọi thời kỳ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Mỗi thanh niên giống như những hạt giống của mùa xuân ấy. Tôi tin rằng cùng với sức trẻ và sự nhiệt huyết, các thế hệ thanh niên như chúng tôi sẽ tiếp tục vững vàng trên con đường hướng tới tương lai là đại diện cho một Việt Nam năng động, tự tin và hội nhập. Chương trình Chân dung cuộc sống lần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.